Tiếp sau đây xin và các bạn cùng thưởng thức ván cờ vô cùng hay vô cùng hấp dẫn, được xem là trận chung kết đỉnh cao đến từ ngoại tinh lai khách, chiến thần Vương Thiên Nhất đối đầu với đối thủ là danh thủ Trình Minh. Trận đấu là trận chung kết được diễn ra tại giải Chu Trang Bôi 2012 với bên đỏ đi tiên là danh thủ Vương Thiên Nhất. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức, bạn cùng thưởng thức.
Đến đây trước thế công thể ngăn cản của bên đỏ là chiến thần Vương Thiên Nhất thì bên đen là danh thủ Trình Minh đã phải buông cờ xin thua.